Kinh văn. Bạch Thế Tôn, do con lại dùng vô tác diệu lực và văn quân văn tu kim cang tam muội ấy, và vì con có cùng một lòng bi ngưỡng với tất cả chúng sinh trong lục đạo mười phương ba đời, nên khiến cho chúng sinh ai đã thể nhập vào thân con đều có được 14 công đức vô quý. Giảng giải. Bạch Thế Tôn, do con lại dùng vô tác diệu lực và văn quân văn tu kim cang tam muội ấy, và vì con có cùng một lòng bi ngưỡng với tất cả chúng sinh trong lục đạo mười phương ba đời, có tâm bi ngưỡng trong Phật pháp đối với các loài chúng sinh trong lục đạo, chư thiên, loài người, Atula, súc sanh, quỷ đói và địa ngục. Con đi vào khắp cả mười phương ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Con tu tập văn quân văn tu kim cang tam muội, và con không cần phải suy lượng tính toán về công việc rồi mới thực hiện, khiến cho chúng sinh ai đã thể nhập vào thân con đều có được 14 công đức vô quý. Con đã đạt được 14 công đức vô quý. Kinh văn. Một là do con không tự quán âm thanh mà quán cái tâm năng quán, nên khiến cho chúng sinh đang khổ não trong mười phương ba đời kia quán sát âm thanh liền được giải thoát. Giảng giải. Đây là một trong 14 công đức vô quý. Một là do con không tự quán âm thanh mà quán cái tâm năng quán, nên khiến cho chúng sinh đang khổ não trong mười phương ba đời kia quán sát âm thanh liền được giải thoát. Chẳng phải Ngài chỉ quán sát riêng âm thanh của chính mình, mà Ngài quán âm thanh của các chúng sinh trong thế giới. Vì công phu phản văn văn tự tánh của con đã thành tựu, nên con không cần phải quán sát tự thân, mà con có thể quán sát mọi chúng sinh trong khắp thế giới và giúp cho những chúng sinh đang đau khổ được giải thoát khổ. Con lắng nghe những tiếng kêu khổ đau của họ, và con cứu giúp cho họ được giải thoát. Kinh văn. Tri kiến đã xoay trở lại, khiến cho các chúng sinh dù vào đống lửa, lửa vẫn không cháy. Giảng giải. Tri kiến đã xoay trở lại có nghĩa là Bồ Tát Quán Thế Âm có công năng soi chiếu trở lại vào tự tâm, nên con có thể khiến cho các chúng sinh dù vào đống lửa, lửa vẫn không cháy. Nếu có chúng sinh thường tu tập và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dù họ có đi vào lửa dữ, lửa vẫn không đốt cháy được họ. Kinh văn. Ba là quán cái nghe đã quay trở lại, khiến cho các chúng sinh dù vào nước sâu, nước không nhận chìm. Giảng giải. Có người nghĩ rằng ta sẽ thử xem Bồ Tát Quán Thế Âm thực sự có cảm ứng không. Ta sẽ ngồi trên một đống củi và châm lửa xem thử nó có cháy không. Trong trường hợp ấy, quý vị sẽ bị cháy liền. Thế tại sao trong kinh nói rằng nếu đi vào lửa dữ thì lửa không cháy? Đó là do chữ nếu, có nghĩa là điều ấy chỉ xảy ra khi quý vị không có một tính toán nào cả. Có người khác nói, Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng nếu có người bị rơi vào nước sâu, họ sẽ không bị chìm, nên tôi sẽ nhảy xuống biển xem thử có bị chìm không. Chắc chắn quý vị sẽ bị chìm. Chỉ khi nào quý vị bất ngờ gặp phải cảnh khổ đau hoặc gian nguy thì Bồ Tát Quán Thế Âm mới cứu giúp quý vị. Nhưng nếu quý vị có dự tính thử thách Ngài thì quý vị sẽ không có được sự đáp ứng, vì vốn quý vị không tin vào Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu quý vị thực sự tin thì chẳng có lý do gì cần phải thử. Điều hay nhất là không nên thử thách Ngài. Kinh văn. Bốn là đã diệt hết vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến cho chúng sinh khi vào những nước quỷ, quỷ không hại được. Giảng giải. Nếu vọng tưởng đã được giết sạch và quý vị không còn một niệm tưởng sát hại nào nữa, và nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì có thể khiến cho các chúng sinh khi đi vào nơi ở của quỷ La Sát mà không bị chúng sát hại. Kinh văn. Năm là quân tập và thành tựu được tánh nghe, sáu căn đều tiêu giải, quay về bản tánh đồng như tính nghe, có thể khiến cho chúng sinh lúc sắp bị hại, dao gậy sẽ gãy từng đoạn, khiến cho binh khí chạm vào thân người như cắt vào nước, như thổi ánh sáng, bản tánh không hề lay động. Giảng giải. Năm là quân tập và thành tựu được tánh nghe, sáu căn đều tiêu giải, quay về bản tánh đồng như tính nghe, có nghĩa là khi công phu tu tập phản văn văn tự tánh đã thành tựu, sáu căn sẽ được hổ dụng. Thế nên con có thể khiến cho chúng sinh lúc sắp bị hại, dao gậy sẽ gãy từng đoạn. Chẳng hạn giả sử có người cầm dao dự tính cắt đầu ai đó, ngay khi dao vừa chạm đầu thì dao liền vỡ ra từng mảnh.
con có thể khiến cho binh khí chạm vào thân người như cắt vào nước, như thổi ánh sáng, bản tánh không hề lay động. Con có thể khiến cho binh khí bén nhọn khi sắp chặt vào vai người nào đó thì sẽ giống như cắt vào nước, có nghĩa là khi dao chém qua vai, nó cứ đi qua, không có vết thương nào lưu lại cả. Hoặc là con có thể khiến cho dao cắt như là thổi vào ánh sáng, có nghĩa là chẳng hề hấn gì cả. Vì bất luận quý vị có thổi vào ánh sáng đến đâu thì ánh sáng vẫn không lay động. Kinh văn 6 là quân tập tính nghe sáng suốt thấy khắp pháp giới, thì các tính tối tâm không thể còn được, khiến cho chúng sinh tuy các loài diệt xoa, la sát, cứu bàn trà quỷ, cặp tỳ xá già, phú đăng na đến gần bên cạnh, mắt chúng vẫn không nhìn thấy được. Giảng giải 6 là quân tập tính nghe sáng suốt, có nghĩa là khi công phu tu tập phản văn văn tự tánh đã thành tựu, thấy khắp pháp giới thì các tính tối tâm không thể còn được, khiến cho chúng sinh tùy các loài diệt xoa, la sát, cứu bàn trà quỷ, cặp tỳ xá già, phú đăng na đến gần bên cạnh, mắt chúng vẫn không nhìn thấy được. Diệt xoa là quỷ nam, la sát là quỷ nữ. Cả hai loại quỷ đều rất ác độc, thức ăn của chúng là thịt người. Chúng có những câu chú mantra đủ tạo ra năng lực khử mùi thối nơi thể chết để chúng có thể ăn thịt. Cứu bàn trà cũng là tên của một loại quỷ. Chúng có hình dáng như một cái thùng tròn và đem đến ác mộng cho loài người. Chẳng hạn khi ngủ, họ thấy có điềm quái gì hiện ra. Dù trong giấc mơ, tinh thần họ vẫn rất linh lợi, nhưng họ vẫn không cử động thân thể được. Họ trở nên bị tê liệt qua sự chế ngự của loài quỷ gây ác mộng này. Có khi dương khí của người kia bị suy yếu và khí âm dương, người kia có thể bị tê liệt trong một thời gian khá dài, và loài quỷ kia có thể làm cho người ấy thiệt mạng. Đây là loài quỷ có rất nhiều trên thế gian. Tỳ xá già là loài quỷ ăn tinh khí của người và cũng ăn tinh chất của ngũ cốc. Phú đăng na, chúng có thể khiến cho người bị bệnh và lên cơn sốt. Nếu quý vị tu tập công phu phản văn văn tự tánh, hoặc nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì những loài quỷ này không thể thấy được quý vị, dù chúng có đến bên cạnh quý vị. Do vì quý vị đã phát ra ánh sáng khiến chúng sợ hãi. Thực vậy, loài chim cú và loài dơi có thể thấy mọi lúc. Vì loài quỷ là thuộc âm, chúng không thể thấy được quý vị nếu quý vị phát ra ánh sáng dương. Chúng chỉ nhìn thấy quý vị khi quý vị phát ra khí âm. Kinh văn 7 là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất. Tính quán sát và tính nghe đều quay về tự tánh, lìa hẳn các vọng trần, có thể khiến cho các thứ cùm dây, gông xiềng không thể dính vào được. Giảng giải 7 là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất. Tính quán sát và tính nghe đều quay về tự tánh, lìa hẳn các vọng trần. Chẳng còn âm thanh, thậm chí chẳng còn tính nghe khi hành giả đã xoay tính quán sát và tính nghe trở lại trong tự tánh. Hành giả bỏ lại đằng sau hết những vọng trần và vọng tưởng. Lúc đó, con có thể khiến cho các thứ cùm dây gông xiềng không thể dính vào được. Nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, các thứ cùm khóa đều tự rời ra. Việc này xảy ra rất thường. Một số người đã trải qua kinh nghiệm này. Đó không phải chỉ là cách nói. Nếu có người chí thành niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ có được cảm ứng như thế này. Có người bị phạm tội và bị giam trong tù, anh ta cùng 7-8 phạm nhân khác cùng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Làm sao mà họ biết làm điều này? Họ quen một vị tăng và cầu thỉnh vị tăng cứu giúp cho họ thoát khỏi cảnh ngộ khốn cùng này. Vị tăng nói với họ rằng: "Nếu các ông muốn tôi cứu giúp, các ông phải một lòng trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị sẽ được thoát khỏi tình thế gian nguy này." Các người tù đều niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trong 3 ngày 3 đêm. Khóa cùm và xiềng xích đột nhiên được tháo ra và họ được tự do. Nhưng họ vẫn chưa đi. Họ nghĩ rằng việc mình thoát thân liệu có ý nghĩa gì khi nhiều người khác vẫn còn bị giam cầm ở đây. Thế là họ bảo các người tù kia niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau 2 ngày đồng niệm nữa, khóa trên gông xiềng các người tù kia cũng được tháo sạch. Họ đều được trở về nhà. Sau đó, họ đều một lòng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Họ niệm rất chí thành đến nỗi khiến cho dân trong làng
đều phát tâm tu tập. Kinh văn 8 là diệt đối tượng âm thanh. Tính nghe viên mãn, sanh từ lực cùng khắp, khiến chúng sanh đi qua đường hiểm mà giặc không thể cướp được. Giảng giải 8 là diệt đối tượng âm thanh, tính nghe viên mãn, sanh từ lực cùng khắp. Khi âm thanh đã vắng bặt và tính nghe đã viên thông, từ lực sinh khởi rộng khắp, đó là âm thanh của thế gian phàm trần. Và do phản văn văn từ tánh mà tánh nghe của mình được viên thông, có nghĩa là không dùng tâm ý thức để nhận ra cái nghe mà ta vẫn nghe được mọi âm thanh. Kinh văn 9 là do quân tập tánh nghe được thanh tịnh, lìa xa trần tướng sắc thanh, không lôi kéo được, khiến cho những chúng sanh đa dâm lìa xa tham dục. Giảng giải lực vô úy thứ 9 là tách lìa khỏi tham dục, do quân tập tánh nghe được thanh tịnh, lìa xa trần tướng sắc thanh, không lôi kéo được. Nếu có người hàng ngày công phu tu tập phản văn văn từ tánh, đến lúc viên mãn họ có thể lìa xa cảnh giới phàm trần, đặc biệt họ có thể lìa ra khỏi cảnh giới nhiễm ô của sắc trần. Chúng ta không nên nghĩ rằng sắc đẹp là tuyệt vời khi dính líu đến nó. Nếu quý vị thích sắc đẹp, nó sẽ cướp đoạt mọi của báu trong gia sản quý vị, nó sẽ ngốn hết của báu cổ xưa quý giá và cướp đi hết. Đúng hơn, phải nên nhãn kiến sắc trần nội vô hữu, nghĩ văn thế sự tâm bất tri. Mắt thấy sắc trần nhưng bên trong chẳng động lại gì cả, tai nghe thế sự nhưng tâm chẳng phân biệt. Khi quý vị thấy sắc đẹp, tâm thái của quý vị nên như thể chẳng thấy điều gì cả. Nếu quý vị thấy sắc đẹp và tâm mình lay động, thì hãy tự hỏi rằng tại sao tâm mình không dao động trước khi mình thấy được nó. Đừng để cho sắc đẹp cướp đi của cải trong nhà của mình. Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng con có thể khiến cho những chúng sanh đa dâm lìa xa tham dục. Một đoạn trong Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm trong Kinh Pháp Hoa có nói rằng: nhược đa dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện đắc ly dục. Nếu có chúng sinh lòng nhiều dâm dục, thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, liền được lìa hẳn dâm dục. Đó cũng là nghĩa tiêu biểu của kinh văn. Nhiều tham dục, đặc biệt chỉ cho tham muốn tình dục, vấn đề lớn nhất trong đời sống con người, vấn đề hầu như nan giải, đó là tham muốn tình dục. Nhìn thông suốt được sự rắc rối của nam nữ và bỏ qua một bên được điều ấy thì đó là tự do chân thật. Nếu quý vị không thể nhìn thông suốt được điều ấy và bỏ qua một bên được điều ấy thì quý vị không thể nào có được tự do và không thể nào trở nên giác ngộ. Nếu quý vị thực sự lão thật trong công phu thì khi ăn cơm quý vị không biết mình đang ăn, khi mặc không biết mình đang mặc áo. Nếu quý vị có thể quên việc đang ăn cơm và đang mặc áo thì quý vị sẽ càng dễ từ bỏ mọi thứ bên ngoài. Nếu đàn ông có thể quên bạn gái của mình và phụ nữ có thể quên bạn trai của mình, nếu quý vị có thể đập tan từng mảnh cảnh giới này thì công phu quý vị có chút thực chất. Quý vị dính mắc nhiều ít với anh chị em mình, với con trai con gái mình và với toàn thể họ hàng bà con mình. Để học Phật Pháp, quý vị phải phóng hạ mọi thứ. Đang lúc học Phật Pháp, quý vị đừng nên để ý đến chuyện gì khác. Quý vị nên như người mới bắt đầu lại, hãy quên mọi chuyện trong quá khứ. Với cách đó, dòng đức Phật Pháp mới có thể thấm nhuần tâm Bồ Đề. Nếu quý vị không thể phóng hạ mọi thứ và không thể từ bỏ điều gì cả thì dòng nước Phật Pháp chẳng thể nào nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Nếu quý vị có thể thường xuyên trì tụng danh hiệu và lễ kính Bồ Tát Quán Thế Âm thì tâm dâm dục của quý vị sẽ tiêu mất. Vấn đề quan trọng nhất trong tu tập là cắt đứt hẳn niềm tưởng dâm dục. Nếu quý vị không làm được điều này thì không thể nào ra khỏi tam giới. Quý vị không thể nào quyết định muốn trở nên giác ngộ và vẫn không thể lìa xa những kinh nghiệm của thế gian này. Nếu quý vị không thể nào tách rời những chuyện yêu đương trên trần gian thì quý vị không thể nào thành Phật được. Quý vị không thể nào mong được cả hai. Khổng Tử cũng có nói: không thể cùng lúc có cả cá và tay gấu. Dù người ta thích ăn cá và chân gấu nhưng không thể nào ăn được cả hai thứ đó cùng một lúc. Cũng giống như vậy, quý vị không thể nào hưởng lạc thú trần gian và phước lạc xuất thế trong cùng một lúc. Quý vị muốn thành Phật nhưng quý vị không thể nào lìa xa được ngũ dục thế gian là tài sắc danh thực thùy thì chẳng có cách nào thành tựu được. Kinh văn
10 là con chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, không còn đối tượng thanh trần. Căn cảnh viên dung, không còn đối đãi năng sở, khiến cho chúng sanh được xa lìa tham sân si sân nhuế. Giảng giải, lực vô quý thứ 10 là con chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, không còn đối tượng thanh trần, căn cảnh viên dung. Khi mình đã quay tánh nghe trở lại để nghe tự tánh của mình, âm thanh trở nên thanh tịnh. Đó chỉ có nghĩa là trong đó chẳng còn tiếng gì cả. Âm thanh lặng không và thanh trần vắng bặt. Lúc đó chỉ còn sự dung thông của sáu căn và sáu trần. Trên thế gian này, bất luận mọi điều xấu ác nào đều có thể trở nên tốt đẹp nếu quý vị biết cách xử sự với nó. Và mọi điều tốt đẹp đều có thể trở nên xấu ác nếu quý vị không biết cách xử sự với nó. Trước đây trong kinh văn, chư Phật trong mười phương đã chỉ dạy cho A Nan rằng chính tên giặc sáu căn là nguyên nhân gây ra sai lầm, và cũng chính sáu căn là cái có thể khiến cho chúng ta thành tựu quả vị Phật. Chính là sáu căn chứ chẳng phải cái gì khác. Nếu quý vị biết vận dụng chúng, chúng sẽ giúp đỡ cho quý vị. Còn nếu không biết cách vận dụng chúng thì chúng sẽ tàn phá đến mình. Cũng giống như tiền, khi mình có tiền, nếu biết rằng mình nên làm những việc công đức và làm những việc thiện để giúp ích cho mọi người thì tiền ấy sẽ không bị phí phạm. Nhưng nếu quý vị dùng tiền để hút sách và cờ bạc và những việc không lành mạnh khác, là quý vị đã dùng tiền của mình để tạo nên nghiệp chướng. Đạo lý này cũng tương tự như sáu căn. Khi âm thanh không còn và căn trần viên thông, tức không còn đối đãi năng sở, là bất nhị thành nhất thể, thế nên chẳng còn sáu căn hoặc sáu trần. Và thế nên sáu căn chỉ là sáu căn và sáu trần chỉ là sáu trần. Chẳng còn sự xung đột giữa sáu căn và sáu trần khi hành giả đạt đến trạng thái này. Nên con có thể khiến cho chúng sanh xa lìa được tham sân si nhuế. Con có thể khiến cho tánh nóng giận, tâm hung dữ, lòng căm hờn của chúng sinh tiêu mất. Sân nhuế là chỉ cho tâm nóng giận và phiền não. Kinh Pháp Hoa nói, nếu có người nhiều tâm sân si, thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì có thể trừ diệt được tâm sân hận. Điểm cốt yếu ở đây là phải thường niệm, không phải là ngày nay niệm rồi ngày mai quên. Sáng niệm mà tối là chẳng niệm, cũng chẳng phải tháng này niệm rồi tháng sau không. Quý vị phải niệm hàng ngày trong công phu của mình mới xứng đáng được gọi là thường niệm. Cung kính không có nghĩa là quý vị niệm Phật nhưng chẳng tin vào Đức Phật. Quý vị chất chứa nỗi hoài nghi, có thật như vậy không? Có sức mạnh như thế chăng? Một khi quý vị đã bắt đầu đặt vấn đề thì quý vị sẽ không thể nào thành tựu được. Thế nên với niềm tin và thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị sẽ không còn tâm sân hận nữa, và quý vị sẽ không còn tâm phiền não dữ dội nữa. Quý vị đã bỏ lại các thứ ấy lại phía sau rồi. Kinh văn 11 là tiêu dung thanh trần đối tượng, còn xoay cái nghe về tánh bản minh, thân tâm và pháp giới trong sáng như lưu ly, lắng trong không ngăn ngại, khiến cho những chúng sanh ngu ngốc, mê tối, xa lìa sự si mê tâm tối. Giảng giải, lực vô úy thứ 11 là tiêu dung thanh trần đối tượng, con xoay cái nghe về tánh bản minh. Khi cảnh giới sáu căn và sáu trần đã tiêu dung rồi, còn phát ra ánh sáng, thân tâm và pháp giới trong sáng như lưu ly. Thân tâm là pháp giới là thân tâm, chúng trở thành một. Thân tâm trùm các pháp giới, đó chẳng phải là cảnh giới Phật hay sao? Đó cũng là cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thân tâm trở nên như ngọc lưu ly, lắng trong không ngăn ngại. Từ bên trong có thể nhìn xuyên suốt qua bên ngoài, từ bên ngoài có thể nhìn thấu suốt vào bên trong. Chẳng còn trong ngoài lớn nhỏ, giống như thiền sư Đại Hưu trong núi Đinh Giang. Ngài xứng đáng mang tên như vậy. Sư làm cho mình một ngôi mộ bằng đá vừa đủ cho mình ngồi, rồi sư làm một cánh cửa bằng đá bên ngoài, khắc trên đó cặp câu đối như sau: vô đại vô tiểu vô nội ngoại, tự tu tự liễu tự an bài. Tạm dịch: chẳng lớn chẳng nhỏ chẳng trong ngoài, tự tu tự biết tự an bài. Có nghĩa là sư tự mình tu tập, tự mình biết và rồi tự an táng cho chính mình. Sau khi sư khắc xong câu đối, sư ngồi trong mộ, đóng cửa đá lại và tịch diệt. Sư nhập niết bàn, đó là một chuyện không thể nghĩ bàn. Thế nên khi sư đã viên tịch rồi, đó quả thực là một việc trọng đại. Năng lực tự tại giải thoát của sư lớn lao vô cùng,
tôi được diện kiến sư tại Suyon trên núi Liên Giang. Sư tự tu tập cho chính mình và cho mọi người khác. Sư không làm phiền một ai cả. Thế nên con có thể khiến cho những chúng sanh ngu ngốc mê tối, nhất siển đề, xa lìa sự si mê tâm tối. Họ không có trí tuệ và vì thế nên họ không thể nhìn thông suốt và hiểu biết rõ ràng điều gì cả. Giống như con dao đã cùng không thể cắt được vật gì cả. Họ nhầm lẫn đúng với sai và nhầm lẫn sai với đúng. Nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm có thể khiến cho những người này xa lìa hẳn những chướng ngại đã dây phủ lấy họ. Ajantika là tiếng Sanskrit, có nghĩa là cực ác. Nếu quý vị đề nghị những người này làm một việc gì tốt lành, họ sẽ không bao giờ làm. Thay vì cho ai một đồng tiền để làm việc tốt lành, họ giữ rịch đồng tiền trong tay, khiến cho chất đồng phải tan chảy. Nếu quý vị bảo họ hãy giúp đỡ một người nào đó, phản ứng của họ là cho rằng điều ấy thật điên rồ. Tiền của tôi là để cho tôi xài, tại sao tôi phải cho người khác? Tuy nhiên, Bồ Tát Quán Thế Âm có thể giúp cho những người này thoát khỏi sự mê muội, suy nghĩ tối tăm của họ. Những người không muốn giúp đỡ người khác là những kẻ không hề có chút ánh sáng trong tự tánh của mình. Do vậy, đó là hạng người tối tăm ngu muội. Đoạn văn trên đề cập đến tham và sân. Đoạn kinh này nói đến tâm si. Kinh Pháp Hoa nói rằng, nếu có người nhiều tâm sân hận, thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì có thể trừ diệt được tâm si mê. Có một người rất giàu, rất ham tiền và không muốn chia sẻ cho ai cả. Ông ta có ba người con. Ông đặt tên cho người con trưởng là vàng, người con thứ hai là bạc, người con thứ ba, ông sợ rằng nó sẽ đem tiền của mình làm việc thiện thay vì tích chứa. Thế nên ông đặt cho con tên là Nghiệp Chướng. Khi ông sắp lâm chung, ông gọi người con trưởng lại và nói, ta sắp đi rồi, con đi với ta chứ. Vàng nói, ông già dở hơi, làm sao con lại chết với cha được? Bình thường cha thương con nhất, sẽ đến lúc chết cha lại muốn hại con. Vàng không muốn đi với cha. Ông nghĩ, thế thì ta sẽ bảo đứa con thứ. Rồi ông gọi bạc đến, anh con không muốn đi với cha, con đi chứ, con rất là có hiếu. Đứa con thứ hai trả lời, nếu cha chết thì cứ chết một mình. Dù con là con của cha, nhưng con không thể nào chết theo cha được. Cha thật là kỳ cục, con còn quá trẻ. Vàng không muốn chết theo cha, bà cũng vậy. Ông gọi người con thứ ba là Nghiệp Chướng. Ngày thường con rất ngỗ nghịch, thế nên cha không thương con lắm. Nhưng nay cha sắp chết, anh vàng và bà của con không muốn theo cha. Con hãy suy nghĩ thật kỹ xem có thể theo cha không. Nghiệp Chướng đáp, con chẳng cần phải suy nghĩ gì, chỉ nhiên là con sẽ đi. Này cha xem vàng và bạc là những người mà cha rất yêu quý, mà họ lại không đáp ứng được yêu cầu của cha. Nhưng con, Nghiệp Chướng, thì sẽ theo cha đến bất cứ nơi đâu. Khi sống, con đồng hành với cha, và đến khi chết, con cũng sẽ theo cha. Cha hãy xem ai là người con có hiếu nhất. Chẳng có thứ gì mang theo được, chỉ có Nghiệp Chướng sẽ theo mình. Người cha suy gẫm lại, thấy toàn bộ vàng và bạc mà ông đã tích lũy sẽ đem lại niềm vui cho hai đứa con đầu và thứ, trong khi mình phải chết. Ông dâng tràn một niềm hối hận sâu xa. Ông suy nghĩ, ước gì mình sẽ cất một ngôi chùa hoặc một đạo tràng trong thời gian còn lại. Nhưng đã quá muộn, nay ta sắp chết rồi. Đạo lý của câu chuyện này là, đừng như ông già kia, nếu quý vị có phương tiện, hãy làm ngay những việc tốt lành. Việc dịch 12 là viên dung các hiện tượng con xoay tánh nghe trở về, nơi đạo tràng bất động mà hòa vào thế gian nhưng không hủy hoại thế giới, có thể cúng dường chư Phật Như Lai như số vi trần trong khắp mười phương. Con ở bên mỗi Đức Phật làm Pháp Vương Tử, khiến trong Pháp giới những chúng sanh không có con cầu có con trai. Sanh được con trai phước đức trí tuệ. Giảng giải. Lực vô quý thứ 12 là viên dung các hiện tượng con xoay tánh nghe trở về. Khi thân đã chuyển hóa và trở về với tánh nghe, nơi đạo tràng bất động mà hòa vào thế gian nhưng không hủy hoại thế giới. Đạo tràng bất động có nghĩa là thường an trú trong đạo tràng bản nguyên của mình. Chẳng hạn, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện nay đang ở trong Phật giáo giảng đường,
Nhưng dù Ngài ở đây, Ngài vẫn có thể du hành khắp cả thế giới. Không phải là Ngài đi từ nơi đây, mà hóa thân của Ngài hiện ra khắp chốn, và thế giới vẫn không bị biến hoại. Với pháp thân, Ngài có thể cúng dường chư Phật Như Lai như số vi trần trong khắp mười phương. Ngài đi khắp mười phương để làm Phật sự. Con ở bên mỗi Đức Phật làm Pháp Vương Tử, khiến trong pháp giới những chúng sanh không có con cầu có con trai, sanh được con trai phước đức trí tuệ. Kinh văn 13 là sáu căn của con được viên thông. Cái được soi sáng là bất nhị, trùm khắp mười phương phương, thành đại viên kính không Như Lai tàng. Con vân lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai, như vi trần không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới, những chúng sanh không có con, cầu có con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan chính, phước đức dịu dàng, được nhiều người kính quý. Giảng giải. Lực vô quý thứ 13 là sáu căn của con được viên thông, soi sáng vô nhị, trùm khắp mười phương, thành đại viên kính không Như Lai tàng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều không chướng ngại và viên thông lẫn nhau. Mọi thứ đều hợp thành một. Sáu căn hữu dụng, giống như tấm gương lớn hiển bày kho tàng không tịch của các đức Như Lai. Con vân lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai như vi trần không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng sanh không có con, cầu có con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan chính, phước đức dịu dàng, được nhiều người kính quý. Nếu có người muốn sinh con gái, họ sẽ có được con gái đoan chính dịu dàng. Mọi người khi gặp người con gái này đều liền quý mến và kính trọng. Đó sẽ là người con gái hiền thục và hoàn hảo. Kinh văn 14 là trong tam thiên đại thiên thế giới này có trăm ức mặt trời, mặt trăng, các pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 62 sông Hằng, đều tu Phật pháp làm gương mẫu, giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sinh. Trí tuệ và phương tiện mỗi ngày đều khác nhau. Giảng giải. Lực vô quý thứ 14 là trong tam thiên đại thiên thế giới này có trăm ức mặt trời, mặt trăng, các pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 62 sông Hằng. Các ngài hiện đang an trụ ngay trên thế gian này đều tu Phật pháp làm gương mẫu, giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sinh. Trí tuệ và phương tiện mỗi ngày đều khác nhau. Các ngài dùng phương tiện thiện xảo và quyền trí khác nhau để giáo hóa mỗi loại chúng sinh khác nhau. Kinh văn. Do con được tính viên thông phát ra diệu tính của nhĩ căn, nên thân tâm vi diệu trùm khắp pháp giới, khiến cho chúng sanh chấp trì danh hiệu của con. So với những người chấp trì danh hiệu Pháp Vương Tử số lượng bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai khác. Giảng giải. Do con được tính viên thông phát ra diệu tính của nhĩ căn, con, Bồ Tát Quán Thế Âm đã chứng được nhĩ căn viên thông và có được những năng lực nhiệm màu vi diệu từ nhĩ căn, nên thân tâm vi diệu trùm khắp pháp giới. Trạng thái vi diệu này trùm khắp cả mười phương, suốt khắp cả pháp giới. Do vậy, khiến cho chúng sanh chấp trì danh hiệu của con. Những người trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát so với những người chấp trì danh hiệu Pháp Vương Tử số lượng bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai khác. Người chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và người kia niệm danh hiệu của các vị Bồ Tát nhiều như số cát trong 62 sông Hằng, quả báo công đức của mỗi người đều bằng nhau. Điều này chỉ cho thấy công đức to lớn của việc trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào. Kinh văn. Bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con cùng với các danh hiệu kia đều không sai khác,
là do con tu tập được tính viên thông chân thực. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con, danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng với các danh hiệu kia đều không sai khác. Có nghĩa là các vị Bồ Tát nhiều như số cát trong 62 sông Hằng. Điều này như thế nào? Làm sao mà công đức có thể của một danh hiệu lại sánh bằng nhiều danh hiệu như vậy? Đó là vì do con tu tập được tính viên thông chân thực. Kinh văn: Đó gọi là 14 lực vô quý, con đem điều phước đến đầy đủ khắp cho các chúng sinh. Giảng giải: Đó gọi là 14 lực vô quý, con đem điều phước đến đầy đủ khắp cho các chúng sinh. Con đến để giúp đỡ cho họ, bất kỳ lúc nào có người cầu cứu, con liền cứu giúp. Kinh văn: Bạch Thế Tôn, con lại được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó, nên lại khéo được bốn đức vô tác nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Một là, ban đầu con chứng được tánh nghe vi diệu, tâm tính không còn các tướng năng văn, các việc thấy nghe hay biết không còn cách biệt. Con thành tựu được bảo giác viên dung thanh tịnh, nên con có thể hiện ra rất nhiều diệu dụng, nói được rất nhiều thần chú bí mật. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, con lại được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó, nên lại khéo được bốn đức vô tác nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Bốn công đức không thể nghĩ bàn này là những gì? Một là, ban đầu con chứng được tánh nghe vi diệu, tâm tính không còn các tướng năng văn. Ban đầu, khi con chứng đắc được nhờ công phu phản văn văn tự tánh, vi diệu trong vi diệu, tâm con trở nên tinh rồng và các tướng năng văn đều trở nên tiêu mất. Chân tâm hiển bày và con đạt đến cảnh giới tinh anh vi diệu. Khi các tướng năng văn đã tiêu dung, các việc thấy nghe hay biết không còn cách biệt, các căn khác đều viên thông và không còn bị phân cách, con thành tựu được bảo giác viên dung thanh tịnh. Điều này có nghĩa là Ngài đã chứng được nhất thể, không còn có sự phân biệt giữa năng và sở, nên con có thể hiện ra rất nhiều diệu dụng, nói được rất nhiều thần chú bí mật. Kinh văn: Chẳng hạn, con có thể hiện ra từ một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu, cho đến 84.000 đầu thước Kala. Giảng giải: Không những Bồ Tát Quán Thế Âm có ngàn tay ngàn mắt, mà Ngài còn có vô số đầu, nhiều đến 84.000 đầu. Hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm đều thể hiện ra đủ cả. Ngài nói: Con có thể hiện ra từ một đầu, ba đầu. Hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm có ba mặt, năm đầu. Hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm có năm mặt, bảy đầu. Hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm có bảy mặt hoặc chín đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu cho đến 84.000 đầu thước Kala. Thước Kala có nghĩa là mạnh và cứng chắc. Kinh văn: Con có thể hiện ra hai tay, bốn tay, sáu tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, 108 tay, rồi 1.000 tay, 10.000 tay cho đến 84.000 tay mẫu Đà La. Giảng giải: Bồ Tát Quán Thế Âm còn có thể hiện ra hai tay, bốn tay, sáu tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, hoặc có thể hiện thành 108 tay, rồi 1.000 tay, 10.000 tay cho đến 84.000 tay mẫu Đà La. Mẫu Đà La là tiếng Sanskrit có nghĩa là thủ ấn. Trong lòng mỗi bàn tay có một cái ấn. Kinh văn: Hoặc có thể hiện ra hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 10.000 mắt,
cho đến 84.000 con mắt báo thanh tịnh. Hoặc khi thì hiện thân từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. Giảng giải: Pháp thân của Bồ Tát Quán Thế Âm có thể thị hiện thành 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 10.000 mắt, cho đến 84.000 con mắt báo thanh tịnh. Làm sao mà Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hiện ra nhiều hóa thân như vậy? Vì trong nhân địa, Ngài đã tu tập Đại Bi Thần Chú và 42 thủ nhãn ấn pháp. Thế nên ở quả địa, khi công phu tu tập đã viên mãn, Ngài có được vô số hóa thân. Hoặc khi thì hiện thân từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. Các con mắt của Ngài có khi thể hiện tâm từ, hoặc có khi hiện ra vẻ uy nghi. Có khi mắt Ngài biểu hiện ánh sáng của định lực hoặc trí huệ. Ngài biểu hiện những tướng này để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. Kinh văn: Hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con thoát ngoài 6 trần, như âm thanh xuyên qua vách tường, không bị ngăn ngại. Cho nên diệu dụng của con có thể hiện ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú. Hình và chú đó đều có thể đem sức vô quý mà bố thí cho chúng sinh. Thế nên các cõi nước trong 10 phương nhiều như vi trần đều gọi con là vị bố thí sự không sợ hãi. Giảng giải: Diệu đức vô tác thứ hai là: Hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con thoát ngoài 6 trần. Con tu tập văn huệ và tư huệ, vượt thoát ra khỏi 6 trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, con không còn dính mắc với chúng nữa. Đó như âm thanh xuyên qua vách tường, không bị ngăn ngại. Cho nên diệu dụng của con có thể hiện ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú. Hình sắc mà con thị hiện và chú do con trì tụng đều có thể đem sức vô quý mà bố thí cho chúng sinh. Chúng đều có năng lực ban phát sự không sợ hãi. Thế nên các cõi nước trong 10 phương nhiều dư vi trần đều gọi con là vị bố thí sự không sợ hãi. Kinh văn: Ta là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh, nên đi qua thế giới nào đều khiến cho chúng sinh xả thân, xả đồ trân bảo, cầu con thương xót. Giảng giải: Ba là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh. Ngài đang nói đến bản tính thanh tịnh của nhĩ căn tánh nghe, nên đi qua thế giới nào đều khiến cho chúng sinh xả thân, xả đồ trân bảo, cầu con thương xót. Chúng sinh đều hy sinh thân mạng của họ và xả ly mọi tài sản quý báu của họ để cầu sự giúp đỡ của con. Kinh văn: Thứ tư, do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt ráo, nên có thể đem các thứ trân báu cúng dường 10 phương Như Lai khắp đến chúng sinh trong 6 đường cả pháp giới. Giảng giải: Diệu đức Bồ Tát thứ tư là: Do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt ráo, con chứng được chân tâm Như Lai Tạng. Rốt ráo có nghĩa là địa vị tột bậc của Phật quả, nên có thể đem các thứ trân báu cúng dường 10 phương Như Lai rộng đến chúng sinh trong 6 đường khắp pháp giới. Bất kỳ các loài chúng sinh muốn điều gì, con đều đáp ứng cho họ được mãn nguyện. Kinh văn: Ai cầu vợ thì được vợ, cầu con thì được con, cầu tam muội được tam muội, cầu sống lâu được sống lâu. Như thế cho đến cầu đại niết bàn liền được đại niết bàn. Giảng giải: Bất kỳ chúng sinh trong lục đạo 10 phương ước nguyện điều gì cũng đều được ban phát. Bồ Tát Quán Thế Âm biết rằng ai cũng ước muốn có người vợ hiền thục. Nếu ai cầu vợ thì được vợ, nếu họ mong cầu có người vợ ngoan hiền, họ liền có được người vợ ngoan hiền. Đó là ước muốn cao nhất của mọi chúng sinh. Khi đã có vợ hiền rồi thì họ lại ước muốn có con. Thế nên
Điều thứ hai là Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ làm là ban cho họ con cái. Cầu con được con, nếu họ mong được sinh con trai, liền được con trai, nếu họ mong được con gái, liền được con gái. Điều thứ ba, Ngài nói, cầu tam muội được tam muội, cầu sống lâu được sống lâu. Nếu có người đã có vợ có con rồi mà cảm thấy rằng cuộc đời con người thật là vô nghĩa, thế nên phát tâm tu tập để thoát khỏi thế gian và mong được tam muội thì họ sẽ được tam muội. Có người mong được sống lâu thì họ sẽ được sống lâu. Họ muốn trở nên bất tử và không bao giờ chết, họ sẽ được như vậy. Như thế, cho đến cầu đại niết bàn liền được đại niết bàn. Nếu có chúng sinh nào mong cầu thành Phật thì họ có thể đạt được quả vị Phật. Kinh văn: Đức Phật hỏi về viên thông, con do được viên chiếu tam muội nơi nhĩ căn mà duyên tâm được tự tại, nhân tướng nhập lưu mà được tam ma đề, thành tựu quả vị bồ đề, đó là thứ nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật hỏi các đệ tử của Ngài, ban đầu bằng phương tiện nào mà chứng được viên thông? Con do được viên chiếu tam muội nơi nhĩ căn. Con tu tập nơi tánh nghe mà thành tựu định lực, mà duyên tâm được tự tại, nhân tướng nhập lưu mà được tam ma đề, thành tựu quả vị bồ đề, đó là thứ nhất. Tâm phan duyên của con không còn nữa, con được tự tại. Con đã xoay tánh nghe để nhận ra tự tánh và thành tựu đạo vô thượng, đây là phương pháp hay nhất. Kinh văn: Bạch Thế Tôn, Đức Phật Như Lai đó đã khen ngợi con khéo chứng được pháp môn viên thông. Trong đại chúng, Ngài thọ ký cho con danh hiệu Quán Thế Âm. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, Đức Phật Như Lai đó đã khen ngợi con khéo chứng được pháp môn viên thông. Đức Phật Như Lai đó là chỉ cho Đức Cổ Phật Quán Thế Âm Như Lai. Ngài tán thán con đã chứng được viên thông một cách tự tại, nên trong đại chúng, Ngài thọ ký cho con danh hiệu Quán Thế Âm. Ngài gọi con là người quán sát âm thanh thế gian, cùng danh hiệu của chính Ngài. Kinh văn: Do con thấy nghe thấu suốt mười phương, nên tên gọi Quán Thế Âm cùng khắp mười phương thế giới. Giảng giải: Do con thấy nghe thấu suốt mười phương, có nghĩa là mọi nơi chốn trong suốt mười phương, tận cùng khắp các pháp giới hợp lại cùng nhau, và con hoàn toàn rõ biết. Do vậy, nên tên gọi Quán Thế Âm cùng khắp mười phương thế giới. Trong mọi Phật độ suốt khắp mười phương, ai cũng biết đến danh hiệu Quán Thế Âm. Ha ha ha, 闻三摩地所